Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé. Lisa Blackpink comeback bằng clip vũ đạo cực bốc lửa, còn có màn cameo ngang ngược của Rose, Lisa Blackpink và Seungmin Winner liên tục xuất hiện cùng nhau. Ở clip vũ đạo mới nhất, hãy xem cú twist ở những giây cuối, trong khi fandom Blackpink đang sốt sắng khi nhóm đã hơn 500 ngày chưa comeback thì Lisa lại liên tục tung sản phẩm vũ đạo cùng người chị em sinh đôi Lisa. Nghệ danh mới của Seungmin Winner, trong chiều ngày 17 tháng 2, bộ đôi này lại tiếp tục tung clip vũ đạo trên nền nhạc ca khúc Woman của Doha Cat cực kỳ bốc lửa. Đây là sản phẩm kết hợp vũ đạo thứ 3 giữa Lisa và Seungmin kể từ khi thành viên nhóm Winner xuất ngũ, bộ đôi main dancer nhà YG khoe trọn kỹ năng vũ đạo ấn tượng với những động tác cuốn hút và quyến rũ. Bên cạnh đó, luôn có những cú twist đầy bất ngờ và hài hước ở cuối mỗi clip, đoán xem trong clip cover thứ 3 này, điều đặc biệt sẽ là gì nào, cuối clip. Màn cameo của Rose Blackpink gây chú ý, tự nhiên cô nàng đi ngang qua clip không hề thật chân tí nào, Rose cứ thế xuất hiện ngang ngược kết màn cho clip nhảy làm dân tình vô cùng thích thú, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên mạng xã hội nhưng Blackpink vẫn chưa thấy ngày comeback, có phải các thành viên đang muốn trêu người fan đấy không? Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé!